Nướng vàng nướng luôn chứ tắm gì. Đây này thì anh ở Tây Ninh vô nha, để coi tận mắt là đàn cá ông Sáu đây có nhiều hay không. Bắt là phải có ông Sáu chỉ mới bắt được nha, phải dễ bắt luôn nha. Bắt nó ra được không? Ta nói bắt được con cá cha đen là như là may mắn lắm đó. Dạ em mến chào buổi trưa với cô chú anh chị mình nha. Dạ hiện tại em đang đứng ở đây là trên một cái con sông sông Tiền cô chú anh chị. Đây phía này em đi thẳng luôn là về con sông Dầm Nao. Này coi như là con sông Dầm Nao nha cô chú anh chị. Hôm nay thì em đảo lại cái khu này. Cô chú anh chị thấy nè, phía trước em là nhìn thấy nè. Đây là ngôi nhà thân quen. Ngôi nhà này là của ông Sáu nha. Ông Sáu là một cái nơi đang bảo dưỡng đàn cá thiên nhiên. Hôm nay thì nước giật nhiều lắm rồi cô chú anh chị. Mấy lần trước thì ghi hình thì nước lên tới trên phía trên đó đó, nó có cái mức nước đó cô chú. Nhưng mà hôm nay thì nó cạn xuống tới đây luôn rồi nè. Thì hôm nay em đảo về đây, em ghi hình cái đàn cá thiên nhiên của ông Sáu, cũng như cập nhật thông tin coi cá có về đây đông hơn như lúc trước nha cô chú anh chị. Hôm nay thì chỗ này thì lúc trước thì không nào xuống được đâu, nhưng mà hôm nay thì mình đi xuống được luôn rồi nè cô chú. Ở dưới này thì em thấy như là đất này đất sét nè, đất này cứng lắm, cá nó chúi vô đây cũng khó nè. Có một số cá thì nó chui chui vô đây nè cô chú. Ở đây thì bây giờ cá chích giòn rất là nhiều luôn, con nào con nấy to lắm cô chú. Cách chơi cũng nhiều nữa. Còn cái chép giòn. Hôm nay thì em thấy cá lóc rất là nhiều luôn. Cô chú anh chị thấy nè, cá lóc rất là nhiều luôn nha. Có cần cá lóc nó giống hệt con cá li thia, nó bồng 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 bồng. Nước này nó còn lên cao nữa không ông Sáu? Lên ngập tới này hả? Vậy là giờ này nước kém dữ lắm rồi. Ông Sáu thấy cho cá đá banh. Đầu là nó đá banh rồi nè. Hôm nay thì đàn cá này em thấy như là nó lớn nhiều lắm rồi cô chú. Bữa nay con thấy như là cá này lớn nhiều luôn đó không Sáu? Cá này lớn hơn bữa đó không Sáu? Cá to nhiều quá. Cá lồi quá nhiều luôn anh Duy. Đây rồi, coi nhìn cá lồi không Duy. Ngày nào thì ông Sáu cũng đi ra ngoài chợ xin những cái bánh mì mà bà con người ta bán chậm đó cô chú, về cho cá ăn với cũng như là rau củ này kia đó. Chưa thấy bánh mì thì cá này. Thank you.
những con cá he thì nó nương theo mấy con cá này nó sống, nó khi mình ăn xong thì bắt đầu cá he nó mới chào vô nó ăn vô chút. Có con cá dừa đếm rất là to luôn. Hôm nay thì em đảo lại đây thì em thấy là cá cha thì hôm nay thấy nó lớn nhiều lắm cô chú. Cái he thì rất là nhiều luôn nè cô chú anh chị thấy nè, cái he loại nè. Đây. Khi mà con cá cha nó ăn xong á, bắt đầu là con cá he nó trào lên cô chú. Nè, cô chú anh chị thấy cá he nè. Cô chú anh chị thấy không? Đàn cá này giờ còn khủng khiếp lắm cô chú ơi. Đó, nó lên nè. Khích con với nhau hết trơn luôn nè. Nó chồng lên nhau luôn đó cô chú. Nhìn nè. Trời ơi. Quá xa. Vườn con cá he á cô chú anh chị, cá he thì nó sống bám theo con cá này là nó sẽ ở phía bên ngoài. Bữa nay cá he quá vàng nhiều luôn rồi. Ôi ơi, đỏ đuôi chưa. Trời ơi, nhìn được cái he nè. Trời ơi, tôi chứ anh chị ơi, cái he quá chèn cái he luôn rồi. Trời ơi. Quá xá cái he rồi, nhìn kìa. Cái cha thì cô chú anh chị thấy nè. Đó. Cái số lượng khủng khiếp luôn, nó ăn nó chen với nhau lên luôn nè. Ừ, cá he gì quá xá cá he. Quá cá he luôn. Thiên nhiên. Cô chú thấy cá he thì nó ăn bám bên ngoài. Đó. Khi mà con cá cha nó ăn xong á, đầu tới con cá he nó mới đào vô kịp cô chú. Nhìn nè. Quá xá luôn. Trời ơi, nhìn kìa cô chú. Không thể nào tưởng tượng nổi luôn. Quá xá rồi. Trời ơi, nhìn kìa. Hết hồn luôn. Cô chú anh chị thì cả trăm tấn cá mà bây giờ nó lên nó chen với nhau như vậy nè. Trời ơi. Cô chú anh chị thấy cái he là bữa nay quá trời cái he rồi. À 20 tấn cái đồ ăn đó hả? À, dạ, vậy không có nhiều tấn cá nó. 20 tấn. Ồ, 30 tấn cho nhân cho mừ đi.
cái bụng cá bao tử nó đâu có con lớn đâu, nếu nó ăn 1% thì cái trọng lượng nó phải một. Mà như trực tiếp này thì biết. Trực tiếp thì mình nói một ngày vậy là mình cho ăn khoảng là rau củ quả với thức ăn luôn là khoảng tương đương 20 tấn không chắc. 20 lần mới nhầm nhò. Dạ. Mình tính cho 20 rồi mà không nhầm nhò gì đó, 20 là ra 200 tấn cá rồi. Cái đó là cũng như là tại rau, ăn 1/10. Rau củ quả là bà con cho là riêng, còn thức ăn là theo trung bình một ngày vậy mình cho ăn khoảng bao nhiêu cái thức ăn. Cô chú anh chị thấy cá he nè, quá trời cá he luôn. Ở đây thì cô chú anh chị mình thấy nè, ông Sáu cũng hay những cái chế chuối nè cô chú. Chế chuối này thì được bà con ngoài chợ tặng cho ông Sáu, giờ đem về đây để cho cá ăn. Đây, những cái chế chuối nè, có những trái nè, còn nguyên ăn được luôn nè cô chú. Chưa? Đây, đó. Rồi mình đi vào trong đây tham quan cá nha cô chú anh chị. Đây có hai anh mới vô tham quan. Mình ở đâu lên đây tham quan nha? Từ Tây Ninh anh. Tây Ninh hả? Dạ. À. Mình vô đây du lịch hay sao? Ghé ngang đây. Thầy nghe nói rồi cũng coi mấy kênh YouTube. À là nè. Là ở đây tặng mắt ha. Hôm nay thì mấy anh ở Tây Ninh vô nha, để coi tặng mắt đàn cá ông Sáu đây có nhiều hay không. Mình coi trên những cái kênh YouTube này ra đây thấy sao? Quá trời luôn. Quá trời luôn ha. Mấy tháng trước là ông Sáu nói là cả 100 tấn đó, bây giờ anh thấy coi nó như là của ông Sáu nói không? Bây giờ hơn là ông Sáu nói luôn chứ. Hơn luôn hả? Vậy là đang nhìn mắt anh nhìn là ước lượng khoảng bao nhiêu? Nhìn nó chen với nhau kìa. Ông Sáu nói là hơn 100 tấn á, coi như anh ước lượng được bao nhiêu. Cái này cũng hay trên 100. Trên 100 hả? Trên 100 chứ không có mà dưới được. Quá trời luôn. Quá trời luôn. Đó. Đây anh sân dầm nao cá tra thiên nhiên. Ôi rồi. Anh nói sao lên đây tận mắt nè. Bữa nay là trải nghiệm như vậy là thấy đã không? Nè ông Sáu nè. Ông Sáu à. Vậy là từ đó giờ là mấy anh chỉ nghe là trên xem trên truyền thông không? Chưa chưa tận mắt không? Rồi phải tới. Có chứng kiến. Như là xác nhận là những lời mà trên chuyện tham nói là có rồi phải không? Ok, chính xác. Đặc biệt là chỗ này ông Sáu không có gào nha, ông Sáu không có gào luôn đó. Anh thấy không, rất là tự nhiên luôn, không có gào lưới gì hết ở xung quanh, tại con cá nó mới, ông Sáu nó về đây nó ở thôi. Bến quê về lóc. Bến quê. Rồi rồi, quá xả. Nước giặt ướt luôn chứ tắm gì. Đó. À, thì cô chú anh chị thấy ngoài này là không có gào luôn nha. Cá này là cá tự thiên nhiên vô đây. Đó. Ông Sáu chỉ bảo quản gầm bên đây là đừng cho người ta săn bắt thôi cô chú anh chị. À, dài dài đây nè. Bên đó là bến phà Thuận Giang đó cô chú. Đây thì có hai anh đang đi trải nghiệm đây nè. Đi đến đây tận mắt anh thấy có những con cá tra là nó màu đen đó, là nó không có con mắt đó nha anh, nó đặc biệt đó. Anh thấy cá he dữ không?
quá chàng đuôi đỏ luôn rồi. Rồi cô chú anh chị thấy nè, rồi quá xá rồi cô chú ơi. Giờ nó chen với nhau nó ăn luôn đó cô chú. Bắt vào phải có ông Sáu chỉ mới bắt được nha, phải dễ bắt đâu nha. Thấy gì đó. Đó giờ thì anh trải nghiệm bắt cá nè. Cá vừa đếm. Bắt đi ra được không? Ta nói bắt được con cá cha đen là như là may mắn lắm đó. Đó đó được rồi đó. Nhẹ nhẹ mới được. Đó 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 đó. À được một con. Gắn bắt được con cá chơi cá cha màu đen á, cá đó may mắn lắm á. Rồi. Vậy có nhớt rồi đó. Có nhớt. Anh thì ở xa gần 200 km á. Quá xá rồi. Quá rồi. Anh thấy cái cha đen không? Nó đâu có con mắt đâu, thấy chưa? Nó bắt đường rát là may mắn lắm đó. Bắt được con đó là may mắn lắm đó, anh thấy không có con mắt, thấy chưa? Cái nó đó đó, bắt được cá đó là ngon đó nha. Đó. Trời ơi. Rồi chút xíu đó được rồi. Quá xá rồi. Anh thấy cái chai đen ngộ không? Quá xá. Kiếm cái chai đen á, bắt đã lắm. Kìa. Đó, nó, rồi. Con cái chai đen, rồi, chút xíu rồi, may mắn đến mình rồi. Chị không nổi. Đó, 100 người mới có người bắt được đó. Để con bắt thử. Quá nhiều lần á.
Rồi đó 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 đó. Đó đó đó. Ờ rồi, cũng gần được rồi nha. Nãy giờ anh xem cá cha anh thấy trên cái đầu nó thấy có gì lạ không? Anh coi kỹ ra thấy gì lạ không? Nó có cái đốm trắng đó nghe, anh coi kỹ ra đúng không? Xác nhận đúng là có đốm trắng không? Ờ có đốm trắng trên cái đầu nó. Cái đó là cái điều lạ đó nha. Anh coi đó thấy chưa, con nào cũng vậy hết trơn nha. Hả à, thấy lạ không? Ra chợ mua đâu có gặp con cá mình đó gì đâu. Đó. Anh thấy ngộ ha, con nào cũng có cái đốm trắng ở trên đầu hết trơn, đó là tự nhiên luôn á. Nói cá cha đen kìa. Rồi rồi rồi, lụm được cá cha đen này là may mắn nè. Rồi. Đây 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 con đây. Cái he đẹp quá đẹp. Trải nghiệm bắt cá cha đen nhưng mà rất là khó, không phải dễ đâu. Cô chú anh chị thấy thì con cá cha thì nó rất là mạnh. Khi mà thấy thức ăn trước nè, nó vô nó dành ăn trước rồi. Nhưng mà khi mà nó ăn xong, bắt đầu cái he nó mới trào lên. Thường thì cá cha đen rất là khó bắt, nó nhanh lắm người chú, nó khôn đi qua ngoài kia luôn rồi kìa, kì kì nó vô kìa, nó vô kìa, nó hôm nay thì em thấy thì con cá he nó cũng rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Đó cá cha đen nè. Nó không có con mắt nha, đặc biệt là nó không có con mắt. Bởi vì anh bắt được cá đen anh may mắn lắm á. Nó không có con mắt đâu. Hỏi ông Sáu biết nói chứ mấy anh em cũng không biết nữa. Hỏi ông Sáu là sao mà nói đó đó. Ô rồi chút xíu nữa. Nè nè nè. Cảm giác trải nghiệm của anh như thế nào? Quá phê. Quá phê của chú. Gai bước cuối cùng là bắt chưa được con cá cha đen.
khi mà mình cho ăn xong đó, đầu bắt đầu là con cá cha, đầu nó sẽ đi xuống vô chút, bắt đầu là con cái he nó sẽ trào lên. Đây nè, thấy giờ cô chú anh chị thấy nè, cái he bắt đầu nó trào lên nè. Con cá he nó sẽ ăn sao? Nó ăn những cái bã của cái thức ăn đó cô chú. Cái chép giòn. Khi mà tàn cuộc xong ảnh mới lên. Ừ, cái chim bự vậy hả? Phá dữ. Có con cụ rùa trên kia nó kè lên nha, trải nghiệm xem cụ rùa đi. Nhiều đủ rồi. Đi khoảng 200 km hả anh? 200 ngoài ha. Vô đây trải nghiệm bắt cá tra thiên nhiên. Thì cô chú thấy nè, từ Tây Ninh về đây mà để trải nghiệm, để thực tế. Thực tế là đàn cá tra của ông Sáu nuôi từ thiên nhiên đó, ông Sáu bảo dưỡng ở đây. Anh thấy con cá lóc là cá lóc ngộ không? Không phải cá lóc bông đâu nghe, mà nó ngộ vậy đó, có bông vậy đó. Nhìn thấy ngộ không? Á à, ngộ thiệt chứ. Cá lóc bông phải cá lóc bông mà nó có bông bông đẹp lắm. Chê, cái chơi con nào nó dài dài không mà. Thấy... Ủa nước uống nè, để là phú thờ ông ba, là bên phú thờ ông ba qua đây tặng hay gì á chị? Cái này tặng hả chị? À, phú thờ ông ba nè. Là dạ. Cái này đem cho Bến Tre rồi để đây cho Sáu hả chị? Mua rồi đem tặng cho bà con ở Bến Tre hả? À, cũng của mình nữa. Này là đặc trưng ở đây là ở là phủ thờ ông ba nha cô chú, sắp tới cũng tới ngày lễ của ông ba nè. Ở Bến Tre bây giờ cần nước cực kỳ luôn. Một người ta nói là một chai nước là một bây giờ cái giọt nước có thể quý đổi bằng vàng luôn á. Dạ. Không, tôi đi mấy bữa nay là người ta đi, người ta khóc thấy tội. Ờ chị đi dưới mới về ha, rồi sắp sửa đi nữa hả chị? Đi nữa là người ta còn có cái ông bác đó là ổng cho mà mấy đứa chơi kê ở ổng phải để dành. Dạ. Ổng nói ổng khát nước mà ổng chỉ khớp nhấp thôi, nhấp môi. Dạ, để dành cho mấy đứa cháu. Dạ. Uống thấy tội lắm. Thấy tội quá ha. Rồi nước sinh hoạt thì dưới đủ không chị, hay là chỉ thiếu nước uống thôi? Nói chung là người ta cũng thiếu, nhưng mà cái nước uống là quan trọng ha, thiếu trầm trọng luôn. Dạ. Trầm trọng. Còn có cái người đó, người ta nói là ta tắm mà phải là tắm nước mặn luôn. Dạ. Lấy cái nước giống như nước suối mà ta cho nước mặn. Dạ. Đó. Dạ. Để cho chụm ca 2 ca thôi, là đứng lên trong cái thao là tắm nước mặn trong xối. Xong mới xối lại. Dạ. Xối lại đó, rồi lấy cái nước xối lại mà tắm trong thao á. Dạ. Đem đi giặt đồ nữa đó. Dạ rồi. Đi nước là quá quý, gần như là nước cũng như quý cũng như vàng. Dạ. Không, mình không biết làm sao mà mình cầm lòng được, thấy tội. Thì ở đây mình xong mình là nước quá tràn luôn, mà xuống dưới là thiếu trầm trọng luôn. Thì cô có đi trải nghiệm dưới, cô nói là thông tin dưới rất là thiếu như vậy. Bây giờ phải làm ít nhiều gì mà. Dạ, ít nhiều cũng mà chia sẻ. Dạ. Những cái chỗ mà. Dạ. Trong vùng sâu vùng xa thuốc. Dạ. Mà trong hốc rồi đó. Dạ. Người ta không có xe tải, không có ta chở. Dạ. Vô được á, nên là người ta rất là cần.
vụ này qua cho nguyên một cái xã đó mà có chia được, có vô được có mười mấy phần luôn, người ta cần lắm luôn, nên là mình đâu có mấy người mà ở ngoài xã ngoài chỗ đông á thì còn chia sẻ rồi còn chia sẻ được nhiều, còn vô trong miền sông người ta là không có. Vậy là chị có... đi hôm qua mới về, mới về hôm kia mới về đây. Rồi sắp tới đi nữa hả chị? Thì tính ngày mai đi, ngày mai đi nữa ha. Cái này là chuẩn bị, này là khâu chuẩn bị. Cái này mình gom về đặng mình chuẩn bị ngày mai mình đi tiếp ha chị. Nhưng mà em thấy cái này là bên là để là phủ thờ ông ba là sao chị? Bên phủ thờ ông ba tặng ha. Dạ, đại diện tặng. Dạ, dạ em hiểu rồi. Phủ thờ ông ba là cho nước. Dạ, cho nước. Dạ. Đóng chai vô. Rồi ngày mai mình đem đi. Dạ, mai đem đi. Dạ. Ai đủ duyên bao nhiêu thì cứ hùng là bao nhiêu đó rồi mình đem đi. Dạ. Là cứ có bao nhiêu rồi đem cho bao nhiêu vậy đó. Dạ. Thì ở đây thì tụi em thì cũng là giống như là đóng góp những chị em ở nước ngoài đó, thì thấy cảnh bà con mình ở Việt Nam đang giống như khó khăn quá, nhất là thiếu nước. Dạ, thiếu nước thì cũng là gieo cái nhân viên là giọt nước tình thương đến bà con, nên là cứ đi thì quá quý luôn rồi. Rồi em cảm ơn chị luôn nha, chúc chị sức khỏe nha. Đi phương tiện gì vậy? Bây giờ phương tiện ở đây bên chú sáu út này, ông sắp xếp, nên là bây giờ chờ bên chú út sắp xếp rồi ngày mai đi. Này cũng như mới có một phần nào rồi, bây giờ một phần nào đi chợ, một phần thôi. Dạ. Chợ tiếp nữa. Thì là giờ này bắt đầu là tập kết ở đây của chú anh chị, đặng ngày mai có thể là chú Sáu làm cái gì đó. Cô đi là xe tải. Dạ. Giờ nhiều sức khỏe và giống như là cái gieo duyên được những cái chỗ nơi nào bà con mình có thể là có một cái tấm lòng để chia sẻ, cùng nhau chia sẻ để cho bà con mình nơi nào cũng ấm no hạnh phúc á, nên là mình cái điều là bây giờ là phải cần này. Thì trong lúc này ông Sáu cũng có những cái hoạt động này cô chú anh chị, nếu mà cô chú anh chị mình có cần á thì liên hệ với ông Sáu nha, qua số điện thoại ở đây đó. Ở đây thì em có ghi hình lại, có gì nếu mà cô chú anh chị mình có nhu cầu tiếp những cái gì mà ông cũng như là ông Sáu là cũng như có tặng nước đó cô chú anh chị, thì mình cứ điện thoại, số điện thoại này đó, liên hệ với ông Sáu thì sẽ biết nhiều thông tin thêm nha. Đây là những giọt nước tình thương nè. Chú anh chị thì hôm nay có một ông Quy đi về đây nè cô chú, đang ở trong đó đó. Thì phía trước này thì có những trái chuối nè, thì ông Sáu để chuối ở đây, khi mà ông đói thì sẽ ra đây ăn chuối. Một cái màu vàng óng ánh luôn nha cô chú anh chị, màu vàng luôn đó. Mình không có đụng tới ông nghe cô chú anh chị, sợ ông sợ á, mình chỉ ghi hình ở xa cho cô chú anh chị mình xem thôi đó. Chỗ đó cũng là một điểm trú ẩn an toàn của ông, khi đó bụng thêm ra bên này ăn chuối. Thì đây là một số hình ảnh em ghi hình ở bên chỗ ông Sáu, cũng như là chỗ ông bảo dưỡng đàn cá thiên nhiên mà cũng lâu rồi, đàn cá vẫn ở đây với ông. Hôm nay thì có ông Quy này kia về, nghe ông Sáu nói là 13 ông nhưng mà không biết làm sao, em chỉ ghi hình thấy được có một ông thôi nha cô chú. Đó. Có lúc nào thuận duyên thì sẽ gặp được nhiều. Màu vàng luôn cô chú anh chị, màu vàng luôn nha. Do thì nãy giờ em đã ghi hình một số hình ảnh ở bên chỗ ông Sáu, nơi mà bảo dưỡng đàn cá thiên nhiên, thì hôm nay thì cô chú anh chị thấy thì nước rất là sắc luôn đó, nhưng mà cá thì còn rất là nhiều. Có lẽ là video của em xin khép lại đây nha cô chú anh chị, như cô chú anh chị những video tiếp theo của em. Hôm nay thì em thấy thì cá chê, cá he, cá cha rất là nhiều luôn đó. Thì cuối video em xin chúc cô chú anh chị mình thật là nhiều sức khỏe, là nhiều niềm vui nha. Đây là ngôi nhà thân quen của ông Sáu đây.
Nếu mà cô chú anh chị mình có nhu cầu mà cũng như là hỗ trợ tiếp ông Sáu thức ăn này kia thì có gì để liên hệ với ông Sáu nha, có số điện thoại cũng như là có số tài khoản của ông Sáu để ông Sáu có thêm một phần nào đó để mua thức ăn cho cá ăn. Tại vì số lượng cá em thấy là rất là nhiều luôn, nhưng mà ông Sáu đi thu gom thì chắc cũng không đủ cho cá ăn đâu cô chú anh chị. Thì mình có lòng hảo tâm thì mình tiếp sức với ông. Đây là những cái bao thức ăn mà ông Sáu được bà con chở đến đây tặng cho ông Sáu để cho cá ăn nè. Một số thì ông Sáu đi thu gom về, một số thì bà con có người ta chở ra đây luôn cô chú.